Nếu các bạn cần tìm một dòng loa full karaoke đạt chất lượng về âm thanh cũng như là có tính thẩm mỹ cao thì phải nhắc đến dòng loa của hãng CAVS có tên gọi là LS812, và mình chắc chắn rằng dòng loa này sẽ làm nổi bật lên cái không gian nội thất của các phòng karaoke, gia đình hoặc kinh doanh của bạn. Subscribe Vidia, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Loa karaoke CAVS LS812 được thiết kế với kiểu dáng phá cách hoàn toàn so với các mẫu loa karaoke trước đây của hãng CAVS, nổi bật với màu vàng trên nền đỏ sẫm, toát lên vẻ sang trọng quý phái cho không gian phòng của gia đình hay những phòng hát karaoke cao cấp hạng sang được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Thiết kế loa gọn gàng, màu sơn bóng đỏ đẹp mắt, chất sơn phủ bóng nano có ánh nhũ giúp loa nổi bật hơn hẳn. Màn lưới kim loại được sơn tĩnh điện màu vàng với logo CAVS in nổi ở giữa. Loa có kích thước 55,5 cm chiều cao, 39 cm chiều dài và 35,5 cm chiều rộng. Mặt sau của loa có hai cổng đấu nối hoàn toàn làm bằng đầu nối niêu trích chuyên dụng cho kết nối chắc chắn và đường truyền hoàn hảo hơn. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần tính năng chính cũng như là thông số kỹ thuật của dòng loa LS812 này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần công suất. Công suất của loa sẽ đạt được là 500W. Nhưng khi các bạn chơi loa lên đỉnh điểm thì loa sẽ đạt được công suất là 2000W và trở kháng 8 ohm, độ nhạy 95 dB và tần số đáp ứng của loa là từ 60Hz đến 20 kHz. Rất dễ dàng cho các bạn phối ghép những cái dòng tải công suất hoặc là dòng bay số trên thị trường hiện nay. Và góc phủ âm của dòng loa này sẽ đạt là từ 80 độ nhân 70 độ và sẽ được hãng gọi đó là góc phủ âm vàng, làm mà khi đó nó sẽ cho ra chất âm tốt nhất. Và dòng loa CAVS LS812 của chúng ta được thiết kế rất linh hoạt. Khi các bạn dùng để treo theo phương ngang hoặc phương đứng hoặc các bạn dùng loa để để chân loa thì loa đều thể đáp ứng được, và được thiết kế một củ bát 3 tấc, một hộp kép như thế này và tất cả toàn bộ là gỗ. Thì chất âm của cái dòng loa này cho ra chất âm gọi là tiếng bass âm, tiếng mic thì sạch và tiếng trap thì sáng. Và còn điều đặc biệt nữa là khi các bạn dùng cho loa này để kinh doanh hoặc những hội trường sân khấu nhỏ, những cái phòng DJ hoặc là những quán club thì có diện tích từ 40 đến 100 m2 thì loa đều đáp ứng được. Vidia chuyên gia âm thanh karaoke, Vidia phối theo nguyên lý lắp theo âm học. Thì vừa nãy mình đã test chất âm của dòng loa CAVS LS812 này. Thì theo đánh giá chủ quan của mình thì dòng loa này cho ra chất âm bass dày, đậm và sâu. Tiếng ca của chúng ta rất là sạch, cảm giác như nó được thoát cái tiếng đi, và cái tiếng trap chúng ta rất là sáng và nhuyễn, rất đáng đồng tiền bát gạo. Và dòng loa CAVS LS812 này sẽ được Vidia phân phối chính hãng với mức giá là 26.400.000. Và nếu các bạn cần thêm thông tin gì thì các bạn có thể gọi số hotline để được các nhân viên hỗ trợ và tư vấn thêm.